Anh có biết ở gần đây có cái ông nào mà nhìn giống ông Tây không? Sên. Ông Sên à? Ba con lớn. Em nghe nói là giống lắm đúng không anh? Ừ. Ông là người Lai à anh? Không biết. Không biết. Giống bà không? Dạ vàng vàng. Đâu ông đâu? À. Con chào chú. Giới thiệu với các bạn đây là ông Tây. Hả? Ông Điểu Sên. Nhìn chú như người Mỹ. Cháu là bạn của Ron. À, vâng, à. Vâng. Này, chú này rất là tiếc là chú đã mất rồi chứ nhìn như người Tây không khác gì Tây luôn á. Mà này là sinh năm bao nhiêu? 98 rồi. Yeah. Mẹ là tốt gái lắm nhỉ. Đây đây nó là Quỳnh ấy hả? Dạ. Yeah. Nó mở cái ảnh lên nào. Ồ. Như Tây mũi nó cao vút kìa. Nhen nhen. Thế ngày xưa em đi học hay là sau này em đi ra ngoài nhiều người có nói em giống Lai Tây không? Người mà không biết thì nói là ủa bố mẹ Lai, chắc là hồi xưa Lai gì đó. Ừ. Có khi là nói là bố người Tây là mẹ người Mân Âu gì đấy. Ừ. Có thắc mắc như vậy. Thưa quý vị và các bạn, như một số clip tôi đã đề cập đến về người đồng bào Mân Âu ở trong Tây Nguyên. Có rất nhiều người giống Pháp. Thứ nhất là họ có chiều cao. Thứ hai là họ có nước da, con trai thì da ngăm, mà con gái thì da trắng mịn màng. Và đặc biệt là họ cùng có một cái mũi rất là cao. Thứ hai nữa là chiều cao của cả phụ nữ và đàn ông cũng đều cao vượt trội mức bình thường. Và trong chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp gỡ với những người anh em Mân Âu như thế. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chàng trai sinh năm 1994. Anh sở hữu chiều cao 1m80 và có cái tên cũng rất là Tây, đó là Philip. Philip, chào em. Chào em. Em sinh năm 1994 nhỉ? Dạ. Có chiều cao là 1m80. Dạ. Anh ấy có tên là Philip, tên đầy đủ của em là gì? Điểu Philip ạ. À. Điểu Philip. Dạ. Thế trong gia đình em á, bố mẹ em có cao không? Dạ có anh, ba em cao. Ba em cao hả? Dạ. Ba em cao 1m80 không? À, 7 mấy nhưng mà gần 80. Yeah. Nói chung anh trai với mấy đứa em nó còn cao. Ờ. Yeah. Thế em là cao nhất nhà hay là chưa? Cao nhất rồi anh. À cao nhất rồi. Yeah. Thế cứ nói về tên ấy. Tên thì em là Philip, thế còn anh trai em trai tên là gì? À Joseph. À Joseph. Dạ. Yeah. Joseph là anh trai hả? Dạ. Yeah. Anh cả. Thế còn em? Rồi Điểu Sathe Josue. Josue là con trai hay con gái? Con trai luôn. Ở nhà em toàn là anh em trai thôi hả? Bốn trai bốn gái. À bốn trai bốn gái. Em em đọc luôn cả tên con gái nào. Anh nghe rất lạ. Con gái thì tên Thị Hoa. À. Thị Hoa rồi Thị Díp rồi Thị Lê. À con gái tên không đặc biệt lắm nhỉ? Dạ đúng rồi anh. Thế các chị em gái thì chiều cao khoảng thấp nhất là mét bao nhiêu mà cao nhất là mét bao nhiêu? À thấp nhất chắc cũng trên mét 7. Ồ. Đấy là thấp nhất hay cao nhất? Cao nhất là tầm mét 7 mấy mà thấp nhất là 6 mấy anh. 6, 7, 68. Wow. Thế mẹ em? Mẹ em thì chắc tầm cũng 6 mấy. Cả nhà cao nhờ. Yeah. Hôm nào em cho anh đến nhà em chơi nhá. Dạ rồi. Nhà em ngay gần nhà thờ đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Thế gia đình nhà em thì thế rồi. Anh thấy xung quanh nhà em, bởi vì nhà chúng ta gần nhau. Dạ đúng rồi. Anh thấy xung quanh nhà mình cũng rất nhiều người cao. Họ hàng nhà em hết ạ. À. Nói chung là họ hàng hết quanh đó là họ hàng. Anh đã từng nghĩ rằng là ví dụ như gia đình nhà em là có ông hay là có cụ hay các đời trước nữa là người Pháp. Ngày xưa người Pháp vào đất Tây Nguyên này từ năm 1912. Yeah. Em có nghĩ thế không? Cái đấy thì em cũng chưa không biết nữa. Đâu nhà em đâu? Đây. À liền luôn nhà thờ đấy hả? Ôi anh thích cái nhà này lắm. Đây chúng ta vào thăm một gia đình ở người đồng bào Mân Âu mà ai cũng cao, thấp nhất là 1m6 mấy đấy. Chào các anh. Em đang làm cái clip liên quan đến một số người đồng bào Mân Âu mình rất là cao, giống Tây. Cháu xin phép là cháu đang làm phim về người đồng bào Mân Âu của mình ở đây vì cháu vừa nói chuyện với em ấy. Thì em nói chuyện là nhà mình ai cũng cao. Cô cũng cao này. Cô cao 1m6 mấy? Cô cao 1m6 mấy? Cô? Không biết hả? Ừ. À. Xong máy thôi anh. Ờ. Ôi nhà đẹp nhờ. Cô ơi, thích cái này là bây giờ là mình để trưng bày hay là có sử dụng nữa không? Đó, để trưng này. Ờ. Để trưng hả? Dạ. Cái này là mua mới chứ đâu có phải là đã sử dụng đâu đúng không? Dạ. Ờ. Anh thấy nhà em cũng đặc biệt nhờ.
trang trí cả bếp núc như là khách sạn này, như khách sạn mà. Ba em đây á, anh xin phép được quay phim nhá. Ôi nhìn ông giống người nước ngoài mà. Đây, thì em bảo đây. Đây đâu? Thằng em, đây anh trai. Ông có giờ ông có râu quai nón khắp mặt. Đây anh trai đấy hả? Yeah. Ừ, giống người nước ngoài mà. Yeah. Thế còn đây? Em trai. Ôi em trai đấy á? Dạ. Yeah. Chị. Ờ, chị gái. Đây anh. Mẹ. Đây người nhà em nè. Nhìn em trai em nó giống như tổng thống da đen của Mỹ, ông Obama ấy, Barack Obama ấy, nhờ. Cô nhìn cậu út nhà cô giống tổng thống Mỹ. Vâng, giống tổng thống Barack Obama. Nói chuyện với cô là ban nãy cháu còn tưởng chú là hay là một cha hay là thánh cái gì ở bên đạo Tin Lành á. Thật. Cháu tưởng thế, nhìn giống Tây mà. Thế là cô có mấy người con? 8. 8 người con. Ừ. Năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi? 62 rồi. À, cô 62 rồi. Dạ. Thế nhà cô mọi người đều cao như này à? Dạ. Thế ông bà, ông bà sinh ra cô? Ừ. Ông bà sinh ra cô thì có cao không? Không. Bà thì cao chứ. Bà cao? Ừ. Cao bằng cô không? Hơn. Cao hơn nữa hả? Ừ. Ôi trời ơi. Sang nước ngoài thì chết bên đó. À, sang nước ngoài là nước nào cô? Ông định cư bên Mỹ. À, ừ. Ông ngoại em định cư bên Mỹ hả? Ừ. À. Thế còn bên phía bố em, tức là bên nhà chồng cô thì có cao không? Có chứ. Chà. Yeah. Philip. Thế bên nhà bố em thì có ai cao như em không? Có, anh cao hết luôn á. Ờ, cũng cao hết luôn hả? Em đi sân chùa rồi này. Ở dưới kia còn có mấy đứa nó cao cao không rồi. Cho họ nhà em ai cũng cao. Cô, cháu muốn tò mò hỏi cô ấy là cô đặt tên bạn là Philip. Dạ. Thì không, điều là họ rồi. Yeah. Cái tên Philip thì không phải tên thuần của người Việt, không phải tên thuần của người Kinh. Ừ. Mà hình như cũng không phải là tên của người Mơ Nông. Tại sao cô lại đặt tên bạn là Philip? Theo trong Kinh Thánh. À, là cô theo Kinh Thánh ấy hả? Dạ. Là nhà mình theo đạo Tin Lành. Dạ. Mình thờ Chúa. Thờ Chúa. À. Em lật đi. Bạn này là sinh năm bao nhiêu? 98 rồi. Em zoom nó to lên nào. Ồ. Bạn này bây giờ đang ở đâu? Đang làm lính trên Đăng Mịt này. À. Đi lính. Đi. Chuyển tiếp ảnh khác nào. Sắp về rồi. Ừ. Nó về gặp được nó thì hay quá nhỉ? Yeah. Nó cao không? Cao gần bằng em à. À nó đây à? Yeah. Zoom lên nào. Nữa lên cái mặt nó ấy. Mặt này không thấy mặt đâu. À. Ờ, nhìn nó như người Tây ấy. Ờ, tức là bạn này thì giống người Tây da trắng, còn em trai của em thì giống người Tây da đen. Anh này body sáu múi. Ờ, body sáu múi rồi à? Yeah. Dạ. Tốt gái lắm nhỉ? Đây đây, nó đã Quỳnh ấy hả? Dạ. Yeah. Nó mở cái ảnh lên nào. Ồ. Oh. Như Tây. Ờ, như Tây, mũi nó cao vút kìa. Tóc nó là... Sao cái này anh thấy nó vàng mà cái kia nó đen? Mới nhuộm lại. Trước ý là đẻ ra là nó vàng rồi. Ờ. Yeah. Tức là bản chất của nó là tóc vàng. Yeah. Nhưng mà nó lại nhuộm thành tóc đen. Ờ, thằng Hâm. Ở nhà không? Mẹ con ở nhà không? Hả? Ừ. Nào gọi mẹ Súp đi. Ê, không được. Súp ơi. Anh quay không ra ngoài đâu. Thôi được rồi, anh tắt máy đi. Em ở Phú Thọ. Em ở Phú Thọ vào đây 3 tháng rồi, nhưng mà hôm trước uống rượu không gặp anh. Xem trên Facebook mấy cô gái của bà đây, cô nào cũng giống Tây. Tò mò gặp các bạn ấy tí. Đấy, anh là may mắn được lấy được vợ xinh nhá. Em thấy ở nhà bà đây cô nào cũng xinh, 6 cô gái cô nào cũng xinh. Đâu gặp vợ anh chưa nhở? Đâu, vợ đâu? Bên đó. Em ra ngắm vợ anh tí nhá. Được không? Đây à. Đây, mũi cao chân dài đây. Cô gái Mơ Nông Lai Pháp đây. Ơn bạn này là gặp rồi này. Gặp rồi. Gặp rồi. Gặp rồi. Đúng rồi. Như em là cao mét 6 mấy em? Em phải trên 62 chứ làm sao 62 được. Thì đó, chắc vậy. Ừ. 65, 65
Ừ, phải cỡ đó chứ. Đấy, đây là bạn Lai Tây đây, mũi cao nhá. Nhưng bạn này mũi nó chưa cao lắm. Có gì đâu mà ngại. Đúng rồi, mở giúp anh cái cửa ra cho nó rõ. Đây là con gái thứ 5 của cô. Thế dưới em đó là bạn Súp à? Chị Sun, em Sun Mi là cái em. À Sun, Sun Mi. Đúng là cái em luôn. Xong thì đây là em. Sun Mi xong đến em. Thế bạn này là trên hay là dưới Sun Mi? Trên. À, trên Sun Mi. Sun Mi là thứ 7 này về này. Thứ 6. À thứ 6 à? Ờ. Thế này là còn lao động vất vả đấy nhá. Em có phải đi dậy không? Lao đi một lần. Ừ. Thế trong mấy chị em gái nhà mình thì tất cả ở nhà đều làm dãy à, hay là đi làm việc nhà máy? Đấy thôi, chứ không có. Không đi công ty, không đi công ty. Ừ. Ừ. Này ngày xưa thời con gái mà chưa chồng thì xinh gái lắm nhỉ. Nhiều anh tán không? Cũng vậy thôi, đâu có xinh đâu. Xinh mà, thế này là xinh mà. Vừa lớn là cưới chồng đâu, đâu có đi đâu đâu. Nhen nhen. Thế ngày xưa em đi học hay là sau này em đi ra ngoài, nhiều người có nói em giống Lai Tây không? Không. Thế à? Khi người nói à, chắc là người ta người, không. Người mà không biết thì nói là ủa bố mẹ Lai, chắc là hồi xưa Lai gì đó. Ừ. Có khi là nói là bố người Tây là mẹ người Mân Âu gì đấy. Ừ. Có thắc mắc như vậy. Ừ. Tức là cũng giống như thực tế là không phải chứ người Mân Âu. Ừ. Không, cháu vẫn nghĩ là chắc là có Lai đấy. Cô không biết thôi. Có thể các cụ ngày xưa các cô không biết. Đó, cái mạch bây giờ đó, cái đó là mạch này thôi. Có thể trước cả bà cụ nữa. Bà cụ là con không bao nữa. Chồng bà ngoại là mũi cũng cao con luôn nhá. Nó hình đó, nó hình có hình được bà rồi đó. Thế là đằng nội nhà em thì sao? Đằng nội nhà em thì các bác các chú cao thôi mà. Mũi có cao thế không? Bằng nhau thôi. Cũng thế á? Cũng thế thôi. Người cũng cao thế. Ờ. Như vậy là vừa rồi chúng ta vừa mới làm quen được với những cô gái, với những chàng trai ở Bon Bu Rờ Quắc tại xã Đắk Nô Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển từ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông sang huyện Tuy Đức để tiếp tục gặp gỡ những người đồng bào, những đứa con Lai, người Mơ Nông với người Pháp. Tuy nhiên tôi xin nhắc lại là những đứa con Lai này chỉ có thể là Lai từ F4, F5 gì đấy, bởi vì là người Pháp sang đây từ những năm 1912. Thì có nghĩa là phải đời cha ông cụ kỵ của họ, tức là cách họ đâu đó cũng phải là 3, 4, 5 đời gì đó. Tuy nhiên là cái đường đi từ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông sang huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông thì cực kỳ khó khăn. Đường đi hiện nay thì đang có hai con đường để đi. Một là đường tỉnh lộ, hai là đường mòn, đường đất đỏ. Tuy nhiên là để mà đi đường nhựa thì không thể, bởi vì là hiện nay bên huyện Tuy Đức đang có chỉ thị 16. Vì vậy mà nếu đi đường nhựa thì tôi sẽ phải trải qua một vài cái chốt kiểm soát dịch. Chính vì thế mà tôi phải cắt cái đường rừng để đi. Ngày xưa các bạn ở đây chia sẻ thì toàn bộ những cái khu vực mà các bạn đang quan sát trên ống kính này thì hoàn toàn đều là những cái rừng già. Và sau này thì người đồng bào đã khai thác để trồng nương, trồng rẫy, là những cây tiêu, những cà phê, là sầu riêng, là những cây nông nghiệp nổi tiếng của Việt Nam. Và cái con đường đi từ huyện Đắk Song sang huyện Tuy Đức thì nó vô cùng vất vả, bởi vì nó là đường đất đỏ. Ai đã từng ở Tây Nguyên thì mới hiểu được, mới cảm nhận được cái sự vất vả và gian truân của những con đường đất đỏ nó khủng khiếp như nào. Tôi vào đây 3 tháng thì tôi đã ngã xe 3 lần. Tuy nhiên là những lần ngã xe đó thì nó cũng giống như là đổ xe thôi, bởi vì là cũng không thể nào di chuyển được tốc độ cao. Phải đi rất rất chậm, thậm chí là có những đoạn mà cảm giác như là phải bò bằng hai chân để di chuyển qua cái con đường đất đấy vì nó trơn nhầy nhụa. Và ngày hôm nay tôi sẽ vừa đi vừa cố gắng review để các anh chị cảm nhận được một phần nào cái sự vất vả đó. Tuy nhiên là cũng sẽ không được nhiều, bởi vì là đi hai tay đã khó, chứ đừng nói là đi một tay. Và cái đoạn nào mà tôi đã đi được một tay thì có nghĩa là đoạn đường đó không quá vất vả nữa. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Anh ơi,
được một cung đường dài khoảng hơn 20 km, tôi chưa chính xác lắm, lát nữa sẽ xem lại. Nhưng mà tôi phải di chuyển đường mòn đất đỏ đâu đó rơi vào khoảng 1,5 tiếng đồng hồ. Đường kinh khủng. Có những đoạn mà như tôi đã chia sẻ ban nãy thì có những cái đoạn mà tôi không thể nào dừng lại để mà chia sẻ với các bạn được, bởi vì nó quá khó đi. Đi hai tay cài số 1, lên dốc hoặc là xuống dốc đều phải để số 1, mà vẫn cực kỳ khó khăn. Có những lúc mà tôi tưởng rằng phải bỏ cuộc, nhưng mà vẫn phải cố gắng quyết tâm để sang bằng được huyện Tuy Đức để gặp gỡ những người đồng bào Lai, người Pháp mà tôi đã có hẹn với một người bạn ở bên này. Anh ấy đã sắp xếp, bạn ấy đã sắp xếp cho tôi trong cái chuyến ngày hôm nay. Mặc dù là thời tiết đây các bạn có thể thấy là trời âm u như này, nó rất không thuận tiện cho cái công việc phim ảnh. Nhưng mà đã hẹn rồi thì chắc chắn là tôi không thể xa hẹn được, bởi vì bạn ấy đã bố trí thời gian. Mà bạn ấy thì cực kỳ bận rộn trong cái việc buôn bán bất động sản. Chính vì vậy mà thời tiết ở đây dù xấu thì cũng vẫn phải cố gắng. Hơn nữa là tôi cũng chỉ còn khoảng đâu đó một tuần nữa ở lại mảnh đất này. Và phía trước chúng ta đang là một cái đập tràn và có hai người đồng bào ở đây. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với họ nhé. Anh em mình là người đồng bào Mơ Nông hay là người Kinh? Anh có Tài. Tài à? À trong này có cả Tài à? Đây là trong này là làng Tài. À, chứ bình thường là Tài là chủ yếu ngoài Bắc đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, miền núi phía Bắc mới có Tài. Em ở đây lâu chưa? Thế à? Bao nhiêu? 204 ạ. À từ 204 à? Quanh khu vực em ở có nhiều người Lai Pháp không? Có người nhiều người Lai Tây không? Không có anh. Thế thì rồi rồi chắc là em không ở bản địa không biết rồi. Anh đang đi làm phim về cái những cái người Lai Tây ở đây. Nhiều lắm. Giống lắm. Giống Tây lắm. Rồi anh cảm ơn nhá. Ở gần đây có cái ông nào mà nhìn giống ông Tây không? Sên. Ông Sên à? Ba con lợn. Em nghe nói là giống lắm đúng không anh? Ừ. Ông là người Lai à anh? Không biết. Không biết. Dạ vàng vàng. Từ đây vào còn bao nhiêu cơ ba xa nữa nhỉ? Đó, còn đứng đó. À à, dạ vàng, cảm ơn anh. Đó đây, có người hỏi thăm. Đây nào. Đâu ông đâu? À, con chào chú. Giới thiệu với các bạn đây là ông Tây. Hả? Ông Điểu Sên. Nhìn chú như người Mỹ. Cháu là bạn của Ron. À, vâng, à, vâng. Cháu là bạn của Ron, cháu ở ngoài Phú Thọ vào đây. Cháu nghe nói là xem ảnh Ron cho xem ảnh chú ấy. Cháu nhìn thấy chú giống người Mỹ quá. Cháu tò mò muốn vào đây gặp và chơi với chú tí. Đây này ra chú đỏ hăm hia nhỉ. Chú. À? Thế chú đi ra ngoài đường ấy, nhiều người có nghĩ chú là người nước ngoài không? Cũng có người nghi vậy, tưởng là mình người nước ngoài, nhưng mà thực tế là mình là gốc là người Mơ Nông. Mơ Nông. Nhưng mà chú có nghĩ là chú là người Lai không? Không. Có mà. cháu xin lỗi nhá, thế nhưng mà ở đây nha các bạn nhá, đây này, ngực chú này, lông ngực này nhìn như đúng người nước ngoài mà. Em ấy đúng người nước ngoài thật đấy. Ừ. Ông Tây đi làm nương. Chú cao mét bao nhiêu chú? 1m7. À, 1m7. Dạ vâng. Cháu xin lỗi. À. Gặp chú mừng quá, cháu cứ nói chuyện, cháu cứ mở cửa nghỉ ngơi đi đã. Vâng, cháu xin lỗi. Đây là bạn Út đây. Bạn Út cũng xinh gái mà. À, 8 tuổi. Thế chị có tất cả là mấy người con? 11 người con. Trời ơi, chị sinh năm bao nhiêu nhỉ? 72, chị hơn em 8 tuổi nhá, không được là cháu đâu. Đây bạn Ron, đây là bạn cả này. Bạn cả cao 1m75, khuôn mặt thì à, thôi được, mình đang nói là con đầu còn đang vẫn đang còn á. Còn người mất rồi thì không nói. Bạn Ron thì cao 1m75, không được sở hữu gương mặt giống Tây, nhưng mà chiều cao cũng tương đối. Rất tiếc rồi. Con em Út. Đây em Út. Em Út. Mình là anh cả. Em Út dễ thương nhỉ, trắng trẻo xinh gái, mai sau cũng đây này. Cái mũi nó cũng cao cao kìa. Sau này nó chưa phát triển hết đâu. Chưa. Năm nay chú bao nhiêu tuổi? Năm mấy rồi? À, chú mới năm mấy thôi hả? Thế trẻ mà. Lúc ra là sinh 68, nhưng mà nó nâng cho đứa trẻ chút là sinh năm 70.
À, thì đáng lẽ ra là cháu gọi bằng anh ấy nhá. Sinh năm 1968. Vâng. Khi là 1970. Vâng. Được năm mấy rồi? Thế thì em gọi bằng anh thôi. Hơn nửa tuổi đời rồi. Anh hơn em chục tuổi thôi. Hả? Vâng. Em sinh năm mấy? Em 80. Anh hơn em 12 tuổi. Đúng một con giáp. Anh có mũ công nhận là đội mũ này và rất là giống Tây. Mà chẳng đội nó cũng đã là Tây rồi. Anh thấy các cụ sinh ra anh thì có giống, anh có giống các cụ không? Nhưng mà bố thì giống. À. Bố mình thì giống, nhưng mà bố mình là hơi thấp thấp. À. Thấp thấp. Vâng. Thực ra là em nghĩ thế này này, ngày xưa là người Pháp người ta cai trị ở mình đây từ năm 1912. Thế thì bản thân người Pháp người ta cũng không phải là người cao to so với người châu Âu. Như vậy là bạn Ron kia thì lại cao hơn anh nhỉ? Cao hơn, mập hơn. Vâng. Mà mình trước đây nếu mà không có bệnh tật này kia mình cũng cũng mập nữa. Vâng. Trước đây mình cũng được 8 mấy ký. Vâng. À. 84 á, xuống rồi còn 7 mấy. À. Mà đây là anh còn đi làm nương, làm dẫy cho nên là da nó còn ngăm ngăm đi tí đấy nhờ. Với lại hôm rồi cũng mới bị đi viện mà, đi viện bị bệnh trĩ á. À. Dạ. Nên nó giảm. Vâng. Thế anh đi ra ngoài đường chắc nhiều người nhầm anh là ông Tây nhỉ? Cũng có người nhầm, nhưng mình giải thích nó là nó biết mình là người Mân Âu rồi. À, anh phải đi vùng lạ lạ ấy nhỉ? Thế ra ngoài có những người lạ lạ không phải người địa phương nên người ta gặp anh người ta hello không? Có một người, thậm chí công an cũng chào mình đi chứ. À. Công an á, giao thông á. À. Ừ. Từ mình hồi đó là mình đi bộ, tài xe mình hư á. Vâng. Ừ. Mỗi cuộc mình nói bằng tiếng tiếng Mân Âu, nó không hiểu. Mình nói tiếng tiếng Việt thì nó không hiểu. Nói, à. Nói tiếng Anh chúng mình phải học. Nói chung là mình nói tiếng đồng bào á thì người ta tưởng là mình nói tiếng Anh, mà tiếng Anh nó khác. Vâng. Ừ. Tiếng Mân Âu thì nó khác. Cái này mà anh biết chút tiếng Anh, anh có nói được tiếng Anh không? Không, tại vì không học sao biết được. Anh còn biết tiếng Anh nữa thì không ai nghĩ anh là, ôi trời ơi, thế là ông cụ sinh ra anh là cũng, anh cũng rất là giống cụ nữa hả? Không. Tức là nhìn cụ cũng giống Tây à? Không. Cụ mình thì không giống, nhưng mà mình thì giống bố, tại vì bố mình cũng hơi thấp nhưng mà mình nó cao hơn bố. Nhưng mà bố anh nhìn có giống Tây không? Không. Ừ. Thế anh có nghĩ rằng bố của mình sinh năm 1938 mà. Vâng. Thế thì em hỏi như này, anh có nghĩ rằng là anh cũng là một, tức là anh cũng liên quan đến người Pháp không? Không. Tức là anh cũng lai Pháp? Không. Không có lai Pháp gì. Mặc dù rất giống nhưng anh vẫn không thừa nhận. Không có lai Pháp, không có lai Mỹ luôn. Thế anh có biết là ở đây chắc chắn là anh biết là có cái đồn Pháp đúng không? Không biết đâu. Anh không biết là ở Búc So là có đồn Pháp à? Đồn Pháp á hả? Vâng, cái đồn lính Pháp ấy. Thì cái lịch sử nơi Trăng Lon ấy. Nơi Trăng Lon. Nhưng mà có nghe nói nhưng mà cũng không biết nhiều lắm. À. Thế anh có biết là gần đấy có một ngôi mộ của ông tướng của cái đồn đấy không? Không, không biết. Ông tướng người Pháp ấy. À, anh là người đồng bào đấy mà cũng không biết à? Không biết luôn, tại vì mình ở ngoài này mà. À, thế ở đây cũng không nhiều người đồng bào biết về cái chuyện có người Pháp ở đây nhỉ? À. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa cùng gặp gỡ những đứa con lai ở Tây Nguyên qua thước phim ngắn mà Âu Lạc TV đã tổng hợp cũng như chắt lọc tỉ mỉ. Nhưng thực ra trên vùng đất Tây Nguyên này vẫn còn rất rất nhiều những đứa con lai F4, F5. Tương tự như những nhân vật mà chúng ta đã gặp gỡ, đã giao lưu trong chương trình này. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan mà chúng tôi đành phải chấp nhận lỡ hẹn với nhiều nhân vật nữa trên vùng cao nguyên Mân Âu. Nhưng còn một khía cạnh tế nhị nữa mà cho đến bây giờ có thể quá khứ đang dần bị lãng quên. Đó là câu hỏi rằng, vậy những đứa con lai này đã được sinh ra như thế nào kể từ khi người Pháp xâm lăng vùng đất này? Có hay không những vụ thảm sát, những gia đình ly tán, tan nát khi người Pháp đã đến tận nhà bắt đi nhiều đàn bà con gái để thỏa mãn nhục dục đớn hèn, cướp, giết hiếp. Một quá khứ kinh hoàng đã tàn phá cuộc sống vốn đang rất đôi bình yên của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Để rồi, từ đó đã sinh ra một anh hùng dân tộc nơi Trang Lương, một đồn Pháp vẫn còn đó. Một ông tướng Pháp Harry Mache đã phải bỏ mạng dưới tay anh hùng nơi Trang Lương vẫn còn đó như một minh chứng danh danh không thể chối cãi. Nhưng đồn Pháp có thể hoang phế bao năm, một ông tướng Harry Mache có thể bị hoang phế bao năm, nhưng những gì còn lại của những lần giặc Pháp cưỡng hiếp đồng bào ta, nhân dân ta thì vẫn mãi mãi còn đó và chắc chắn nó vẫn sẽ tiếp tục được truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác mà chúng ta vẫn gọi đó là những đứa con lai trên Tây Nguyên.